Lời khuyên chọn ngành, chọn trường phù hợp khi mà đi du học Mỹ. Đây là điều đầu tiên các bạn cần phải làm, phải tìm hiểu là muốn xem mình sẽ học gì ở Mỹ đúng không? Thì đây là một quyết định rất là quan trọng vì nó sẽ đặt nền tảng cho những cái vấn đề tiếp theo. Câu hỏi mà các bạn phải tự đặt ra chính mình là tại sao mình lại muốn học ngành này? Thì để quyết định chọn ngành phù hợp với bản thân, các bạn phải tự trả lời được cho mình những câu hỏi như sau. Thứ nhất là về tính cách của mình sẽ phù hợp với ngành nào? Thứ hai là về sức học, hiện tại mình có phù hợp theo đuổi ngành nào đó hay không? Đó, ngành kỹ thuật hay là ngành về nghệ thuật chẳng hạn như vậy. Sau khi ra trường, mình có muốn đi làm hay đi học cao hơn hay là sâu vào nghiên cứu hay là không? Thì những câu hỏi trên, nếu các bạn trả lời, các bạn sẽ tìm được những cái ngành phù hợp cho mình. Thì điều tiếp theo các bạn cần phải nghiên cứu là xu thế của thị trường. Thì trong ngành mà mình vừa tìm ra, ngành nào đúng là đang là nhu cầu cao của xã hội. Câu này quan trọng, tại vì cuối cùng khi mà ra trường thì các bạn phải thay đổi kế hoạch của mình đúng không? Nếu các bạn đi làm thì phải coi cái nhu cầu xã hội như thế nào. Thì từ đó các bạn sẽ chọn những ngành mà có cơ hội việc làm cao hơn. Câu tiếp theo mà mình tin rất quan trọng đó là sau khi ra trường các bạn có muốn ở lại Mỹ để mà làm việc hay không? Đa phần các bạn khi mà chuẩn bị đi du học sẽ không nhìn được cái mức độ quan trọng của câu hỏi này. Lý do là để ở lại Mỹ sau khi được tốt nghiệp không phải là vấn đề đơn giản mà phải cần thông qua những thủ tục rườm rà mà mình sẽ đề cập sau này. Nói tóm gọn là sau khi ra trường các bạn sẽ có một năm đi làm dạng OPT, nên viết tắt của chữ Optional Practical Training dành cho du học sinh. Các bạn học trong những ngành thuộc về nhóm ngành STEM như là Science, Technology, Engineering, Mathematics thì sẽ được thêm 2 năm nữa gọi là STEM OPT. Sau đó được đi làm thì các bạn phải xin visa dành cho người đi làm để làm bằng H1B. Chỉ có một số lượng giới hạn các hồ sơ được chọn hàng năm thông qua việc quay số ngẫu nhiên thôi. Vì vậy có thể nói các bạn học ngành STEM sẽ có nhiều cơ hội để mà được làm H1B hơn là các bạn học ngành khác. Do đó, khi các bạn có thể kiểm tra xem ngành mình muốn học thuộc nhóm STEM hay không thông qua các website của Cục Di trú Mỹ, viết tắt là USCIS, hoặc là hỏi thẳng bên trường mình muốn học đó, những cái thông tin đó mình sẽ hỏi họ có thuộc về STEM hay là không. Nhưng mà điều này không có nghĩa các bạn học ngành không phải STEM như là kế toán, tài chính thì sẽ không có cơ hội làm việc ở Mỹ lâu dài. Chỉ là các bạn hiểu rõ được bất lợi và sẽ có được cái chiến thuật học phù hợp hơn để tạo cơ hội cho mình nhiều hơn. Một việc nữa là nếu các bạn muốn đổi ngành thì đây là một việc khá là dễ ở Mỹ. Nếu như các bạn cảm thấy ngành của mình chọn ban đầu không còn phù hợp nữa thì các bạn có thể chủ động thay đổi sau khi đã tìm hiểu kỹ hơn hoặc là đã học vào trong một khoảng thời gian đầu tiên. Thì sau khi đã chọn ngành xong rồi, các bạn cần phải chọn trường để học đúng không? Thì nếu như mà 10-15 năm trước đây thông tin này thì không có dễ tìm, nhưng mà bây giờ thì có đầy trung tâm du học luôn. Thì các bạn có thể hỏi họ để mà biết thêm những cái trường mà họ có thể là cho mình biết. Thì cẩn thận một cái là một số trung tâm du học họ có liên kết với các trường, cho nên họ sẽ không chia sẻ hết những cái gì mình biết. Nhưng mình thông qua tìm hiểu trên Google, mình sẽ biết được những cái trường mà mình muốn học. Mình sẽ đặt câu hỏi là trường này xếp thứ hạng mấy về ngành mình muốn học. Tìm những cái trang như là usnews.com hoặc đơn giản là Google thôi cũng được. Thứ hai nữa là vấn đề về học phí đúng không? Thì mình cần thỏa mãn hai điều trên. Thì khi mình đã tìm ra những câu trả lời cho những vấn đề đó rồi thì mình sẽ có phương án tối ưu hơn để chọn trường. Thì nên nhớ là tài chính là vấn đề quan trọng nhất cho du học. Thì đương nhiên mình hãy chọn cái đề tốt nhất trong khả năng của mình và gia đình. Rồi, nếu như mà các bạn muốn ở lại Mỹ đi làm, lời khuyên của mình là hãy xem xét trường mình muốn nằm ở đâu. Ở đó có nhiều công ty phù hợp với ngành mình học hay là không. Thì ví dụ như bạn học ngành về Computer Science, tức là ngành khoa học máy tính đi. Ngành này là về công nghệ thì bạn tra cứu trên Google những nơi mà có nhiều những cái job mà về technology ở khu vực ở đâu, chẳng hạn như là Atlanta, tiểu bang Georgia, hay là thành phố Austin, bang Texas, San Francisco, bang California, hay là thành phố Cary của bang North Carolina, chẳng hạn như vậy. Thì chọn học những cái nơi phù hợp như vậy thì các bạn sẽ có cơ hội tiếp cận hơn nhiều công ty về công nghệ, và khi ra trường các bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để mà tìm kiếm những cơ hội như full-time job cho mình. Cũng có thể là lên những cái trang trên Facebook để mà tìm những cái người đi trước, thì các bạn đó sẽ giới thiệu cho các bạn biết, chia sẻ các bạn thêm những cái cách thức các bạn đã đi trước đúng không? Đó là những cái điều mà Khoa chia sẻ ngày hôm nay, hy vọng giúp cho các bạn sẽ tìm được cho mình những cái điều cần thiết để mà đi du học ha.